Thì cái nhà Trinh cũng đóng SGO xong rồi đấy nè. Đóng xong cái SGO cái nhìn nó đẹp ha. Hôm nay bé Thư được năm học cuối năm á, bé Thư được lãnh thưởng. Cho nên là ưu tiên cho bé Thư thích món nào thì gia đình làm món đó. Đây phần của bé Thư với Ken. Cũng rất là vui khi được con khi con được học giỏi. Trinh xin mến chào cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh của Tú Trinh Vlog. Cho Trinh mến chúc cả nhà mình lúc nào cũng thật nhiều sức khỏe và luôn bình an trong cuộc sống. Hôm nay thì Trinh với anh Tú với mẹ đóng cho xong cái mặt cáo luôn. Mẹ ơi anh Tú ơi. Cố gắng làm mặt cáo cho rồi. Cho nó rồi luôn để Trinh làm cái rèm cửa để trời mưa cái nó bị tạt đó cả nhà. Nên là hôm nay mẹ sẽ phụ với anh Tú. Mẹ dịnh để cho anh Tú đóng. Thì mẹ Trinh cũng ra để vuốt tre rồi làm phụ với con cho mau rồi. Mẹ sọt thì cái anh Tú đóng một hàng gì cái ngồi cái anh Tú quay lại đóng thêm hàng nữa. Để cho nó xong luôn. Đây thì bé Thuận với bé Thư cũng lau nhà phụ cho mẹ. Con chào mừng cô chú. Này có Thuận có cúng con nữa nha. Con cúng con ngoan lắm. Hôm qua hồi tối mới gả bầy bắt về nhưng mà không có la không gì chứ. Im ru à, thấy cưng lắm. Gạch này thì gạch kiến á cho nên là không lau nước được. Bé Thuận với Thư cũng xiên lắm. Ra cái lấy nùi vẽ khô á, lau mới được, cái nùi vẽ ướt là lau nó bị quằn quại. Dạ thì Trinh cũng rửa sạch ha, rửa với muối Trinh bóp cho sạch. Đây là sữa tươi, Trinh bỏ vô để Trinh ốp. Ốp ngoài này cho nó thơm. Đây thì tỏi phi nè, Trinh bỏ vô luôn. Cái này thì hạt niêm. Đây thì hành tím. Giờ mình trộn lại. Đâm miếng tiêu bỏ vô nữa, để Trinh đâm miếng tiêu Trinh bỏ vô. Trộn cái để cỡ 15 phút cho Trinh bỏ vô Trinh hấp. Mẹ với anh Tú hôm nay đóng cái SGO nhìn đẹp quá anh Tú. Để Trinh quay cho cả nhà xem. Trộn này cái Trinh để cái chờ đợi thì để quay cho cả nhà xem luôn ha. Đây thì anh Tú với mẹ Trinh đóng cũng gần xong bên đây. Mẹ dịnh để cho anh Tú đóng. Ở đây thì anh Tú đóng đinh cái mẹ lấy cái tre mẹ chổi lại cho anh Tú dễ đóng. Nè cũng mạnh đó nè. Dịnh chổi lại thôi. Chổi lại thôi, có gì. Nhìn thấy đẹp đó nè. Cái này nó lâu là lâu mình lúc mình vuốt tre á ha. Vuốt tre nó lâu chứ giờ rồi cái đóng nó vô rồi. Nó nhanh rồi. Rồi bên đó. Ừ. Bên đó. Gà này cũng chín rồi ha. Giờ Trinh nhắc xuống. Nhắc xuống để bắt cái chảo mỡ mình chiên. Đây thì mẹ Trinh với anh Tú cũng làm xong bên đây và qua bên đây nữa nha. Tại mình dừng trước cho nên đóng hơi khó nha. Anh Tú với mẹ đóng hết một hàng về cái quay lại mình đóng thêm quần nữa là xong rồi. Còn cái đó với cái này nó xong rồi. Nè cả nhà đẹp không? Đóng mặt cáo thì nó không có bị tối á. Rồi cái Trinh lấy chắc Trinh mua cao su á, làm cái rèm cửa để thả xuống cái chừng nào mình không có mưa thì mình cuốn lên, còn mưa thì mình thả xuống cho dễ. Trời này biết chiều mưa không á nè. Gió mát. Đâu có chuyển đâu. Gió
gió qua kiểm nghiệm còn không mưa. Đóng lại thêm quần nó cái ga liền nha, đẹp lại liền. Vậy cái mua tấm su vậy làm cái gèm á, trời mưa mình xả xuống trời nắng mình cuốn nó lên. Tú treo cái bọc luôn nha, treo bọc vô cổ khó công khòm lấy, tại trên mắt làm đồ ăn mẹ dịnh nữa nên làm Tú cũng khó lấy á. Trong đẹp nè, đẹp quay thấy trong đẹp lắm, trong ngoài nó cũng giống nhau thôi, quay nó ra cái vô cái bề lưng, cái bề bụng cái bề bụng mình lấy ngoài nha. Tại vì bên kia trên không quay cho nên là quay bên đây, Tú quay cái bề lưng là cho đẹp. Này che này muốn đẹp hơn nữa là mình biết làm gì không, bào á mẹ, bào cho nó màu vàng á. Nhưng mà sao không bạo không được, bạo không ê găng quá. Đẹp rồi ha. Có mẹ là đẹp quá. Tú nịnh mẹ lắm. Nịnh mẹ là mẹ đi dịnh cho. Chế đóng này phải có người dịnh mới đóng được, còn không có người dịnh là không có đóng được. Thấy gì thấy công đoạn dịnh khỏe vậy đó, nhưng mà không ai dịnh là không làm được luôn á. Thôi để em chiên cánh gà anh thôi, để mẹ cũng đói bụng rồi đó. Bột chiên giòn ha, chiên pha với nước lạnh á, chiên đánh cho nó tan. Cái này hộp vịt nè, chiên bỏ hộp vịt vô, bỏ 3 trứng vịt đi, bỏ vô đây 3 trứng vịt. Ở đây thì có nghiêm nè, với xíu bột ngọt, chiên bỏ vô luôn. Sữa nãy trên chừa là miếng á, trên đổ vô luôn cho nó thơm. Có sữa có đường rồi cho nên là trên không có bỏ miếng đường cũng vậy được rồi. Quậy lên bỏ vô con rồi. Này để trên răng qua cái trên giải lên lớp bột, bỏ lên đây thêm lớp bột nữa cho nó thấm. Đây mẹ mượn cây này thôi, mình lăn qua lăn lại cho này. Cái cánh gà nó cũng chín rồi á, cho nên là mình bỏ vô bột chiên. Cánh gà thì trên nãy trên hấp nó chín rồi, bỏ bột này ít ít thôi, bỏ nhiều quá cái nó bị dính cục. Khi cái bột nước á nó vô cái dướng lại nó dính cục rồi. Cái lò này chụm cây hay củi là nó mới đầu tiên thì chụm nhiều lắm cả nhà, chụm 4-5 cây cái là mình chụm nó bắt rồi đó, đút cho 2-3 cây nó đỡ hao củi. Giờ cánh gà thì chim chiên cũng vàng hết hai bên ha, chim vớt ra luôn. Cái gà thì bỏ vô rổ tre cho nó vớt cái mỡ ra, rồi chim hả bỏ vô dĩa để trang trí lại. Mình lãi để dài cây, lãi. Cây.
kia khó nhất là khúc này nè cả nhà, vuốt cho nó bằng lại xước cạo mà nè. Cạo nó cạo người phải cạo được cạo ê găng quá à, cái cạo cái vỏ á như được chắc ở tay hả mày, không tới đâu hết mẹ. Không còn thấy cái mình còn ấy cái túi cái thằng nước nữa, che thằng nước. Sợ mùa mưa không che thằng nước là mình không có ra ngoài rửa đồ hay là nó ấy được. Lẹ quá. Hồi bữa trai với anh Tú thì làm lay gai ba lay người lẹ hơn, hai người phải rồi. Làm lay gai thì nó hơi chậm hơn à. Bây giờ ngoại gớt xuống mé mường luôn á. Con xô cho ra ba. Xong cái bên đây ăn cơm ở nhà. Còn cái người trước thì ngồi ăn cơm xong cái Tú đóng thêm một quận nữa mới xong. Đây là chim qua dãy nhà xem nè. Đây là mẹ với anh Tú đóng cái SGO rồi nè. Đây thì cái nhà trên cũng đóng SGO xong rồi nè cả nhà. Đóng xong cái SGO có nhìn nó đẹp ha. Để Vinh quay toàn cảnh luôn nha cả nhà xem nè. Xong hết rồi đó. Nằm rồi kìa. Chung nó nằm bộ ấm. Thì nó ấm á con. Nó ấm là nó thích nằm vậy đó. Đây là con chim cu của Vinh nè. Thả nó ra nó cũng bay về ở nhà cho nên là kệ đi. Thôi nó ở Vinh thì Vinh nuôi luôn. Còn một bên này nữa, bên này thì nó ngắn nè. Bên này thì có nửa cái mẹ với Tú đang đóng thôi. Cho nên là ăn cơm rồi mình đóng hơi nó là xong bên đây luôn nè. Là giáp cái dòng nhà Vinh luôn ha. Là đã xong hết rồi đó. Hoàn thành rồi đó. Thấy cả nhà, cái này là mẹ Vinh Tú đóng nè. Vinh chấm 10 điểm đó, mà không biết cả nhà chấm mấy điểm luôn. Em chấm 10 điểm thì cả nhà cũng chấm 10 điểm à. Ừ, cả nhà chấm 10 điểm. Hôm nay có mẹ làm ít gô đều. Chính chưa thôi, làm vàng cho con, vàng vớt ra cái gỗ. Con thấy nó vàng con vớt ra gỗ cho mẹ đi. Chi một gỗ cánh gà luôn á. Hôm nay thì gia đình Tú Trinh làm bữa tiệc nho nhỏ cho bé Thư. Bữa tiệc gọi là bé Thư thích ăn món gì thì Trinh làm cho bé Thư món đó. Tại vì hôm nay bé Thư được năm học cuối năm á, bé Thư được lãnh thưởng cho nên là ưu tiên cho bé Thư thích món nào thì gia đình làm món đó. Đây phần của bé Thư với khen. Tú rất là vui khi được con khi con được học giỏi. Bé Thư con của Tú học giỏi. À bé Thư được giấy khen là với chữ đẹp. Anh đây là gì anh Thư? Cái này là sách hay sổ vậy thôi. Bé Thư chưa lấy ra. Để cho nằm muốn tập. Không biết nhiêu nữa nhưng mà Thư chưa lấy ra, mới hồi sáng Trinh chở Thư đi để lãnh thưởng của bé Thư. À, ngoại với anh Tú thì sáng ở nhà đóng cái nẹp tre là về anh Tú thấy bây giờ anh Tú mới thấy nè, là anh Tú rất là mừng nên là lúng túng không biết nói gì. Thôi giờ không biết nói gì thì trước tiên thì Trinh cũng mời cả nhà dùng bữa với gia đình Tú Trinh nha. Mẹ ăn mẹ. Tú mời cả nhà ăn cơm, con mời mẹ ăn cơm. Mời cả nhà ăn cánh gà chiên xù. Bữa nay mừng quá nên là hết biết làm cánh gà làm gì luôn rồi. Gà gì Thư? Gà gì nói cho ông bà cô chú nghe ơi con. Gà rán. Bé Thư rất thích ăn gà rán. Con mời bà ngoại, con mời ba, con mời mẹ, con mời cô chú ăn gà rán. Ăn đi con. Con mời bà ngoại, con mời ba, con mời mẹ, con mời chú ăn gà rán. Ăn đi hai con. Bé Thuận thì học cái bị khống là một môn á cho nên là bé Thuận không được lãnh thưởng. Mà cũng xin mật quý với cả nhà luôn là bé Thuận cũng được lãnh thưởng mà lãnh thưởng ở nhà thờ. Bé Thuận được học sinh giỏi. Chủ nhật này thì buổi chiều thì cô mà dạy nha trong nhà thờ đó thì có được nhận thẻ với bà Phước đó thì
đó là anh Thư được anh lãnh thưởng, rồi chừng nữa thận lãnh thưởng về rồi. Thì Tú sẽ quay cho cô chú chị xem nha. Thận, anh nói lộn rồi, thận. Thận. Thư. Thế buổi chủ nhật bé Thuận được lãnh thưởng. Nói chung làm cha mẹ mà thấy con ăn học mà gán học á cả nhà, nên là rất là vui. Tú mời cả nhà ăn gà gán với anh Thư nay được giấy khen luôn nha. Ăn nhiều nha anh Thư. Dạ. Nay lãnh thưởng con ba vui quá à. Ba vui quá hưởng cho ba cái cánh này Thư. Ba vui tặng cho ba gì? Ba vui tặng ba gì? Cánh này. Tặng cái đùi đi. Không có đùi, có cánh. Thư thích cánh gà nên là mua cánh, không có mua đùi. Chuyện này cho bé Thư một dĩa bự luôn á, bé Thư với Thuận. Giòn á. Ngon ha. Ừ. Nãy thì vui mừng quá cho nên là cũng quên cái nhà. Ăn gà gán thì Trinh cũng có mua nước ngọt để cho bé Thư với gia đình uống cho nó tiêu quá. Quên nữa. Còn cái trái cây nữa. Còn trái cây nữa. Hai chồng mừng quá, quên tới quên lui. Lấy nước đá ra rồi giờ cái quên trái cây. Trái cây thì hôm nay có bòn bon. Ừ, ngon ăn nhiều đi con. Dạ. Hôm nay đặc biệt cho bé Thư nên là làm gà rán ngon. Dạ. Ngoại ngon ngoại khóc luôn kìa Thư. Mình nâng ly lên mẹ ơi, chúc mừng em Thư đi. Chúc mừng em Thư được học sinh viết chữ đẹp. 1, 2, 3, vô. Rồi đúng mời cả nhà nâng uống nước với ngọt cho anh Thư. Con mạng mời cô chú. Anh Tú, con là con được lãnh thưởng, anh Tú không biết nói gì, bị khóp luôn. Cũng đáng hay là... Bị khóp á mẹ. Mừng quá. Mừng quá. Thư ba mẹ ba thấy con lãnh thưởng ba rất là vui cho nên là con phải cố gắng học nha con. Dạ. Thuận luôn nha, hai anh em phải gắng học nha con. Dạ. Thử miếng cánh gà. Xin mời cả nhà ăn cánh gà luôn nha. Trinh mời cả nhà uống với Trinh một ly nước ngọt nha. Rồi gia đình mình vô luôn nè. Chúc mừng cho bé Thơ gắng học năm tới học giỏi nha con. Yeah. 1, 2, 3, vô. Uống nước cho tiêu quá. Nó mình bón mẹ. Nó mình bón. Ăn bón mẹ. Cái cải mà ăn sống ngon. Ừ, cái này có bánh xèo cũng ngon. Ngon, cái thịt lắc giòn. Ừ, cái thịt lắc giòn. Cái mềm cô đọc.
Đứa nào cũng thích cánh gà chứ. Cho nên là món cánh gà là đắt lắm. Ngoại ăn bồ con đi ngoại. Mẹ với anh Tú ăn bồ con mất giò nữa cả nhà. Trên ăn là trên lột không mà không có giò. Giò mềm nó bị mủ. Cái cây bông thường anh Tú á là cây cây gì em quên rồi Tú. Đây để dùm quen cây dồi gồng. Cây kiển dồi gồng đúng rồi. Cây kiển dồi gồng. Cây kiển dồi gồng. Cái bông này là nó tàn cái một tháng dài rồi. Dài ra hoài mẹ. Tàn nó đen còn thì nó để hoài một tháng đúng. Người bán ta nói vậy á. Một tháng nó mới tàn. Có cây xanh chơi vòng vòng mà cho đặng cho nó mát đó cả nhà. Treo chậu bông dừa treo đẹp nhất. Bông dừa. Chậu bông dừa nó đủ màu. Bông dừa đó hôm Tết mua hôm Tết đó mà tưởng nó chết mà nó sống lại á. Bây giờ luôn ha. Thận chăm sóc sống lại chứ ơi. Chậu gì bông hồng. Bông hồng. Bông hồng kiển. Bông hồng kiển nó đẹp thằng ơi. Bông nhỏ nhỏ mà ha. Phải bông bự mới đẹp. Ấy, bông giờ nhỏ nhỏ. 10 giờ chỉ đem vô chơi chút xíu bắt đầu đem ra nắng cái không có nắng nó không ra bông. Ngoài bông nhóc hai ba thứ bông á. Anh Thư khui game đây có gì tập hay tập đi chơi. Anh trước ngoài á. Anh Thư học lớp 5 A. À. Thử cầm cho ba cài ba khui trong đây coi. Đây tập cái sách đây. Chắc tập á. Dạ. Chắc là cho tập để sang năm học. Năm mới đặng có tập mới học. Ăn sang năm mình đi học mình có tập. Thầy gói cũng khéo ha. Đó, tập. Năm cuốn tập. Năm cuốn tập. Cho bé Thư cho bé Thư chặn khóa tay bé Thư học giỏi coi. Mua thêm 10 cuốn đủ rồi. Anh Thư có nói gì với ông bà cô chú không? À, có cảm ơn mà ông bà cô chú đây thương gia đình con. Con hứa sang năm sẽ học giỏi hơn. Con hứa sẽ sang năm cố gắng học. Thuận có hứa sang năm cố gắng học không con? Dạ có. Bé Thuận thì năm nay tại vì khống lận môn cho nên là bé Thuận phải không được lãnh thưởng. Bà cô chú cũng phải làm. Phải gắng học giỏi nha con. Học giỏi để cho ba mẹ mừng, nhất là ba mừng tới ba nói chuyện ca lâm không à.
Cả nhà bữa ăn gia đình Tú Trinh thì cũng đã dùng xong. Tú cảm ơn cả nhà trong suốt thời gian qua đã yêu thương gia đình nhỏ của Tú Trinh. Nếu cả nhà thấy video của gia đình Tú Trinh hay thì cho Tú xin một lượt chia sẻ để cô chú anh chị biết đến gia đình của Tú Trinh nhiều hơn nha. Trinh cũng xin cảm ơn cả nhà luôn yêu thương và theo dõi video của gia đình Tú Trinh. Và thì video gia đình Tú Trinh xin được kết thúc. Trinh xin mến chúc cả nhà lúc nào cũng thật nhiều sức khỏe và luôn bình an trong cuộc sống. Giờ thì gia đình Tú Trinh xin hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo nha. Chào cả nhà. Chào cô chú.